Nào cô Phan Văn thế nào đây? Ừ, nghe thủng ấy, ai đến lưng của nó nghe là nó thủng hết. Bọn ấy bên tiệm à? Bọn ấy bên tiệm à? Hay là Hải Phòng? Hải Phòng. Ừ. Những thuật từ nó nghe nó dễ hiểu hơn. Lần này anh sẽ chủ trương với anh sẽ tung tin tuyên truyền về bộ ô tô vận Việt Nam có nghề đấy mà nếu mà không sống không được phát huy nghề chết chết vì chính nghề của mình có nghề mà để nghề nó chết chết.
Алло. Сейчас включаемся. Алло. Владимир, вы слышите? Хорошо. Я вас не слышу. Меня не слышно разве? Алло, сейчас слышно. Сейчас слышно. Слышно, Владимир, да. Слышно. Да, стало хорошо слышно, да. Спасибо. Пива, как ли? Мне тоже. Как? Пиу. Да, я сейчас здесь. Да, он сказал, что его нет дома. Вы в карантине тоже? Да. Нет, я хотел, чтобы не было в карантине. Потому что, ну, в общем-то, местная власть, они сами знают, что делать. И я только что узнал, что для моего случая просто достаточно дома сидеть, а не так в карантине полностью. Да. Так, начнем, коллеги. Добрый день. Приветствую всех присутствующих и тех, кто будет нас смотреть. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có nghe rõ, nhìn thấy rõ không ạ? Xin các bạn cho phản hồi. Xin chào mừng các bạn đến với webinar ngày hôm nay của chúng ta. Мы с моим коллегой Франтишеком Солером теперь намного ближе к вам, хотя мы всегда с вами, к вам близкие. И я хочу вас приветствовать, он скажет там от себя. Но мы рады, что мы наконец во Вьетнаме и можем с вами общаться. Пока еще по интернету. А дальше посмотрим, впереди много интересных дел и работы. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với các bạn rằng là hiện nay thì hơn lúc nào hết chúng tôi đang được ở rất gần với các bạn. Dù là trong mọi thời gian, mọi thời điểm thì chúng ta đều gần gũi về mặt tâm hồn với nhau. Nhưng mà hiện nay chúng tôi đã được gần gũi về khoảng cách địa lý với các bạn, chúng tôi đã ở Việt Nam và tạm thời thì chúng tôi chỉ có thể trao đổi với các bạn, gửi tới các bạn thông tin qua Internet này thôi. Nhưng mà tiếp theo sau đây thì sẽ có rất là nhiều công việc thú vị nữa mà chúng ta có thể gặp gỡ được nhau. Как говорят по-русски, нет худа без добра. То есть карантин, казалось бы, времени много, но мы его очень положительно используем и в особенности мне он пошел на пользу после, скажем так, болезни ковида. Я очень хорошо здесь восстанавливаюсь, хоть места и мало, но я восстанавливаю свое здоровье. Делаю упражнения, дышу, занимаюсь медитацией, свободное время. Như trong thành ngữ Nga thì người ta có một câu đại ý là cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Có cái trong cái xấu thì luôn luôn chúng ta sẽ tìm thấy cái điều tích cực ở trong đó. Và cái việc mà chúng tôi phải cách ly hiện nay ở trong cái khu cách ly thì nó cũng một mặt thì nó đem lại cái điều tích cực. Đấy là đối với tôi thì tôi có thời gian thêm để mà phục hồi sau cái quãng thời gian mà vừa qua tôi cũng có bị ốm. Và tôi có thời gian để thiền, để tập thể dục, để chuẩn bị cho những công việc sắp tới của chúng ta. Итак, начнем, дорогие друзья, быстро работу. Я как бы сегодня выступаю тоже первым, за мной будет выступать уважаемый коллега Франчек Солар. Và hôm nay thì chúng tôi cùng ông Vladimir Maslov sẽ bắt đầu trước và sau đây sẽ là phần trình bày của ông Francisek Solar. Первый вопрос. Были некоторые вопросы, которые проскакивали на разных чатах, и я выбрал три. Вернее, два вопроса и третий комментарий. Trong số các câu hỏi mà chúng tôi nhận được ở phần bình luận thì chúng tôi đã lọc ra đây là hai câu hỏi để chia sẻ với các bạn và cái phần thứ ba là cái bổ sung thêm thông tin bình luận của tôi về cái thông tin mới đây nhận được. Первый вопрос, что есть партнеры, которые волнуются, что вот-вот еще 14-й заканчивается, впереди 15-й этап. И есть ли еще, вернее, каков запас еще залоговых акций? Хватит ли их, чтобы закончить проект? Câu hỏi đầu tiên là có một số đối tác thì đang lo ngại rằng là liệu còn ít cổ phiếu như vậy để bảo đảm và tạo điều kiện cho các thủ tục đầu tư cấp vốn hay không, cho dự án hay không? Не стоит волноваться, дорогие друзья. Дело в том, что
мы пользуемся сейчас, или, скажем, нам в процессе предлагают залог под наши как бы инвестиции, кредит, акции Евразия Railscale Investment Holding 3. Và câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên này đấy là không cần thiết, không nhất thiết phải lo lắng thái quá. Tại vì hiện nay thì chúng ta có những cái cổ phần được bảo đảm ở công ty RSH3. Их достаточно много и, скажем так, 50% плюс одна акция должны остаться свободными. И мы знаем, что еще не завершена сертификация. Мы дальше будем говорить об этом. Высокоскоростного транспорта. И это значит, что еще запас большой. А если вспомнить, а дальше мы опять будем говорить о том, что проект недофинансируется, то этих акций, я в каком-то из вебинаров говорил, еще достаточно, чтобы ввести наш нормальный проект дальше. Về cái điều này thì các bạn chú ý là ở quỹ của RSH ấy, thì có một quy định đấy là phân phối cổ phiếu cổ phần như thế nào cũng được, nhưng mà phải giữ lại ít nhất là 50% số cổ phần và cộng thêm một cổ phần nữa để giữ tỷ lệ gọi là chứa tỷ lệ nhiều hơn. Và như thế thì hiện nay thì chưa, chúng ta còn thêm một thông tin nữa là chúng ta chưa kết thúc cái việc chứng nhận cho loại hình vận tải cao tốc, vì thế nên là chúng ta vẫn còn các cái dự trữ để cho việc mà chúng ta có thể sở hữu được những cổ phần. Следующий вопрос. Что будем делать в 2022 году или когда будет завершен 15 этап? Và câu hỏi thứ hai mà thường được đặt ra vừa qua đấy là chúng ta sẽ làm gì vào năm 2022 khi mà giai đoạn thứ 15 của dự án đã kết thúc? Не стоит здесь тоже, дорогие друзья, волноваться. Дело в том, что, как вы видите, есть и будут дальше идти проекты развития. Проекты развития – это все, это как я уже неоднократно говорил, смартфон он развивался, любое инновационное начало, оно постоянно развивается, так и с нашим транспортом. И поэтому в проектах развития будут участвовать как и акционеры всех Евразия Railscale Systems Holding, а в первую очередь будут партнеры SkyWorld Community. Это для нас целая серия возможных проектов, которые нам будут, мы будем, SkyWorld Community будет предлагать своим партнерам различные интересные пакеты предложений. Liên quan tới cái câu hỏi thứ hai này thì cũng là các bạn cũng không cần thiết phải lo lắng quá đâu. Tại vì dự án của chúng ta phát triển và sau này sẽ có những cái dự án bổ sung thêm, những cái dự án phát triển và mở rộng thêm. Như là ông Linh Masud đã nhiều lần chia sẻ với các bạn ấy, thì cái này các bạn có thể thấy xem ví dụ như là đối với một cái chiếc điện thoại đổi mới mà người ta phát triển ra ấy, thì người ta không phải là làm một lần mà nó xong luôn, mà là sau đấy nó sẽ được liên tục cải tiến theo nhu cầu, theo thời cuộc, và nó cải tiến liên tục, thì cũng như là cái loại hình vận tải của chúng ta. Vì thế nên là sau này sẽ có những cái dự án phát triển để mở rộng ra thêm, và đấy là những cái cơ hội mà chúng ta có thể nhận được với tư cách là những cổ đông của RSH cũng như là các đối tác của SVC. И поэтому здесь всегда надо смотреть в перспективу, о которой в своем выступлении еще и в конце сказал Анатолий Эдуардович Юницкий. Впереди, или вернее, мы уже в начале строительства колоссальной, планетарной или, скажем, мировой корпорации, транспортной, Transnet корпорации. И для инвестиций колоссальные возможности впереди. Và như trong cái bài phát biểu của ngài Anatoly Nitsky thì các bạn sẽ thấy một điều luôn được nhắc tới, đấy là đối với một tập đoàn vận tải khổng lồ như của chúng ta, tập đoàn Transnet, trong tương lai thì sẽ không thiếu gì những cơ hội để chúng ta có thể
làm việc. Я хотел еще вам дать информацию, что включена новая система или новая возможность через GexPay, значит, проводить платежи по через кабинет. Но сегодня где-то проскочило, что и это немножко как бы сбоит. Так что, ну, по крайней мере, такая возможность есть, она разработана, и в любом случае она будет действовать. Và tiếp theo các bạn sẽ thấy thông tin mới trong văn phòng cá nhân, đấy là đã có bổ sung hệ thống thanh toán GexPay cho phép nạp tiền qua thẻ với số tiền tối thiểu 100 euro, phí 1%. Và tất nhiên là đối với một hệ thống thanh toán mới thì chúng ta sẽ có những cái bỡ ngỡ, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hoạt động giúp chúng ta trong công việc của mình. И теперь давайте плавно перейдем к моим выводам, которые я сделал, когда я прослушал или когда я слушал генерального конструктора, автора технологии в его интервью. И это очень, очень, скажем, важные моменты, которыми я хотел с вами поделиться. Вот, у каждого есть, и может, ну и возникает, но я как бы постарался сконцентрироваться в фокусе. И этим делюсь с вами. Và tiếp theo hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một số nhận định của mình với các bạn về những điều mà đã được phát biểu ở trong cuộc phỏng vấn mới với ngài Anatoly Nitsky, là tổng công trình sư, tổng giám đốc của chúng ta. Первое или нулевое, видите, здесь я прямо нулем обозначил. Интервью начинается с того, что, или скажем, я вижу, что генеральный конструктор в 72 года, он полон сил, творческих сил, физических сил. Он очень четко говорит, что творчество, проект, которым он занимается, это и есть источник его, скажем, здорового состояния и внутренней молодости. Он говорит, я намного моложе, чем я был 30 лет назад. Và cái điểm số 0 mà chúng tôi đánh dấu trên màn hình đấy là điểm khởi đầu cho bài ở phỏng vấn, thì ở đó thì tác giả của dự án chúng ta, ngài tổng công trình sư Anatoly Nitsky, đã nói về việc là ở tuổi 72 thì ông là một con người mà tràn đầy sức mạnh và năng lực sáng tạo và sự tự tin, và ông khẳng định là cái sự sáng tạo, những cái công việc mà ông đang làm ấy, nó chính là cái nguồn mà khiến cho ông có được cái sức mạnh và giữ được cái tuổi trẻ như vậy. Và đến ngày hôm nay thì ông còn cảm thấy là mình còn trẻ và tràn đầy sung sức hơn cả 30 năm trước. И с чего практически или достаточно, ну, скажем, немаленький раздел уделен внимание будущему проекту. И это очень знаково для меня. Я сначала подумал, а при чем тут будущий проект? А потом начал думать, и я понял, что занимаясь проектом один, он постоянно творчески находится в проекте 2. И проект 1 или проект, которым мы с вами сейчас занимаемся, это является условием, является базой для того, чтобы он реализовал свою мечту. Ведь начинал он все именно с того, чтобы около, на околоземной орбите построить, скажем, создать так называемый промышленный комплекс. Да. Khi mà ông Vladimir Maslow có chia sẻ, khi mà ông nghe đến cái đoạn mà liên quan tới nói về các dự án tương lai của Anatoly Nitsky, thì ông đầu tiên ông thắc mắc là tại sao lại liên quan gì đến cái dự án tương lai, hay cái điều đấy thì có nghĩa là gì, thì sau đấy mới hiểu ra được rằng đấy là cái dự án mà chúng ta đang thực hiện ý, nó chính là một phần, là cơ sở để có thể thực hiện được những dự án lớn hơn. Và Anatoly Nitsky là một con người mà luôn tiến lên phía trước. Khi mà ông đang thực hiện một dự án này thì ông đã có kế hoạch và ông đã chuẩn bị các cái phương án để tiếp tục như thế. Nghĩa là cái quá trình phát triển nó liên tục được diễn ra, liên tục tăng lên. Và dự án hiện nay của chúng ta nó sẽ là cơ sở để có thể có nguồn lực thực hiện dự án lớn hơn, là ước mơ cả đời của ngài Anatoly Nitsky, về việc là tạo dựng một cái hệ thống vận tải toàn hành tinh lên vũ trụ và đưa được cái
các cái tổ hợp công nghiệp ở lên vũ trụ. А реализовать или реализовать свою мечту, перейти к проекту 2 можно только на одном условии. Успешно реализовав проект, проект, которым мы занимаемся. А это значит, что в продажу вывести свободные акции. Вот источник финансовый, первый основной источник начала следующего проекта. Поэтому мы занимаемся вместе одним и тем же делом. Мы реализовываем, мы находимся как бы в потоке, в котором мы идем к проекту 2, но через проект, через вывод акций на IPO. Các bạn có thể thấy là cái điều kiện tiên quyết để mà có thể thực hiện được cái dự án ước mơ đấy của ngài Anatoly Nevsky, đấy là bắt buộc phải thực hiện thành công dự án mà chúng ta đang có mặt hiện nay ở đây. Đấy là cái điều mà chắc chắn để mà có thể đạt được những cái bước tiếp theo, thì chúng ta đã có được cái sự đảm bảo là phải thực hiện thành công cái dự án tại thời điểm hiện tại. Và tiếp theo thì khi mà thực hiện thành công dự án hiện nay rồi thì chúng ta sẽ có những cái nguồn cấp vốn bổ sung, nguồn vốn bổ sung để thực hiện cái dự án ước mơ đấy. Thì cái nguồn vốn bổ sung đấy lấy từ đâu? Thì nó lấy chính từ cái việc mà chúng ta đang còn dự trữ cái số lượng cổ phiếu tự do, số lượng cổ phiếu tối thiểu là 50% cộng 1 ấy, là số lượng để dự trữ cho phép chúng ta bán ra và chúng ta thu được thêm vốn để phát triển tiếp. И теперь перейдем уже как бы к основным замечаниям или заметкам по выступлению. Очень важно то, что прозвучало, что помимо, мы об этом говорили, но это надо постоянно вспоминать, что помимо технологий, помимо той колоссальной документации, которая постоянно нарабатывается, проектная документация, технологическая документация, все, скажем так, ноу-хау, имеется еще имущество 36 зданий, не говоря о сооружениях. Это капитализация проекта, это мощнейшая, это такая капитализация, если ноу-хау руками не всегда потрогаешь, это можно потрогать, походить, пощупать своими руками. Và cái điều tiếp theo mà được nhắc tới trong cuộc phỏng vấn vừa qua đấy là cái điều này thì đã có được nói đến một số lần rồi, nhưng mà dù sao thì cái điều này vẫn rất là quan trọng và cần phải được nhắc lại. Đấy là liên quan tới vốn hóa của tập đoàn chúng ta thì trước chúng ta không thể chỉ hiểu đơn giản là vốn hóa nó chỉ bao gồm ngoài cái công nghệ đột phá của chúng ta, các cái hệ thống tài liệu dự án mà chúng ta đã xây dựng được, các tài liệu kỹ thuật hay là các know-how, là những cái bí quyết công nghệ của chúng ta đạt được, mà nó còn là những tòa nhà thực tế, những cái công trình thực tế mà đã được sở hữu được tại của tập đoàn. Và đây chính là cái sự gia tăng vốn hóa mà chúng ta có thể sờ nhìn thấy được nếu mà so sánh với những cái ví dụ như là công nghệ hay là bí quyết công nghệ đấy, thì đôi khi là sẽ khó để mà có thể nhìn nhận sờ mó thực tế. Còn đây chính là những tòa nhà mà chúng ta có được, đấy là minh chứng rõ nhất cho việc là vốn hóa của chúng ta đang tăng lên. И здесь я делаю такое небольшое, что ли, отступление или ремарку, потому что выступающий, вернее, интервьюирующий Исып, он запутал немножко и не совсем корректно обозначил. Он говорит, ну да, нам принадлежат квадратные метры там и так далее. Нет, дорогие друзья. В акционерном обществе мне, вам, каждому и тому же, в том числе Юницкому, принадлежат акции. А имущество компании, оно принадлежит компании. А мы являемся совладельцами компании. И поэтому ни у меня, ни у кого из вас ни стула, ни квадратного метра в компании или в этих зданиях нет. Это надо нам понимать, мы владельцы, мы хозяева. Và có một điều nữa mà chúng ta cần phải thống nhất và giải thích được với nhau, đấy là chúng ta với tư cách là những cổ đông thì chúng ta đang sở hữu cổ phiếu, cổ phần của công ty, chứ không phải là ví dụ như là ai đó nghĩ rằng là tôi đầu tư vào công ty rồi thì bây giờ tôi có quyền đối với, ví dụ là tôi sở hữu đến từng cái ghế, từng cái mét vuông của tòa nhà, thì cái điều này là không chính xác và hiểu lầm. Tại vì chúng ta những cái tài sản đó đang được sở hữu bởi công ty, còn chúng ta là cổ đông, là đồng sở hữu của công ty. Chúng ta
sở hữu gián tiếp thông qua cái cổ phần của công ty. И поэтому есть там прозвучало, что проект как бы выполняется с меньшими затратами. На мой взгляд, моя экспертная оценка, ну так, чтобы понимать и проще сказать, это то, что до сих пор, до 14 этапа включительно, из того, что в бизнес-плане написано, скажем так, проект реализован 60% или, скажем, только чуть-чуть больше половины истрачено тех средств, которых должно было бы по плану истрачено. Понимаете? То есть с запасом, с экономией в 40%. Và liên quan tới cái điểm mà được nhắc tới, đấy là dự án của chúng ta đang được thực hiện với các chi phí rất là ít, một cách gần như là tối thiểu và ít hơn đáng kể so với cái dự tính ban đầu. Thì theo ông Vladimir Maslov thì tới giai đoạn thứ 14 này thì dự án đã thực hiện các cái công việc cùng một cái khối lượng công việc đấy, nhưng mà với cái số vốn, số tiền phải bỏ ra nó chỉ đâu đấy là khoảng 60% so với cái dự trù ban đầu mà cần thiết lập ra ban đầu ấy. Thì tức là chúng ta đã tiết kiệm được tới 40% số tiền so với bình thường. Thì đấy là một cái việc mà đã tiết giảm được chi phí và tăng cái hiệu quả của dự án. И второй, значит, вопрос, что проект вышел из инвестиционной стадии в из инновационной стадии в инвестиционную стадию. Здесь даны пояснения, вы сами сможете их прочитать. Я даже не буду, потому что трассы построены, они действуют и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Достраиваются еще трассы. И идет уже не просто испытательная, но опытно-экспериментальная и подготовка промышленных образцов. Практически весь парк вагонов – это уже так называемые промышленные образцы. Не опытно-испытательные, а промышленные образцы подготовлены, они прошли стадию испытаний. Cái mục thứ hai ở trong này thì các bạn có thể đọc thêm sau. Chúng tôi chỉ nhấn mạnh ở đây đấy là dự án của chúng ta đã chuyển từ giai đoạn đổi mới sáng tạo sang giai đoạn đầu tư, và cái điều này thì nó được xác nhận bởi rất nhiều yếu tố, trong đấy điển hình là cái việc mà chúng ta đã xây dựng được những tuyến đường thực tế, nó đã hoạt động được, và chúng ta bây giờ chúng ta đã không còn ở trong cái giai đoạn gọi là các cái tuyến đường đấy nó không mang tính là thực nghiệm để nghiên cứu nữa, mà nó đã sang là những cái mẫu về mặt sản xuất công nghiệp rồi, các cái mẫu công nghiệp để cho chúng ta bắt đầu để đưa vào hoạt động thực tế rồi. Следующий вопрос или следующий пункт это так, куда-то не туда. Извиняюсь. Так, что же она тут? Сейчас. Вот следующий, третий, значит, 13-й, то есть, скажем так, прозвучало очень важное, важное, то есть, то, о чем мы уже неоднократно тоже как бы говорили, предполагали, но тут генеральный конструктор очень четко обозначил, что 15-й этап, чтобы завершить, нужно еще почти, или, скажем так, 2 года, и это зависит от всех тех работ, это надо построить. Испытательно, опытно, экспериментальную трассу высокоскоростного транспорта, надо провести целый ряд испытаний, которые должны быть проведены. Хотя много подготовлено, много документации уже сделано и так далее. Имеются транспортные средства, но впереди самый большой объем работ. И этот процесс, который меньше 2 лет, никак не сделать. Và tiếp theo trong các phát biểu của ngài Anatoly Nevsky thì có một một điểm về mặt thời gian đã được vạch ra rất là rõ, đấy là giai đoạn thứ 15 thì có thể kéo dài 2 năm, khoảng tầm như vậy, và ít nhất là 2 năm. Tại vì sao? Tại vì tới nay thì dù là chúng ta đã có các cái số liệu, các dữ liệu rất là quan trọng, có những cái kinh nghiệm
và thậm chí là có cả phương tiện thực tế để cho cái việc chạy vận tải cao tốc này. Nhưng mà chúng ta vẫn cần thiết phải xây dựng được tuyến đường thử nghiệm vận tải cao tốc và chứng nhận cho nó có những cái công việc, khối lượng công việc khổng lồ đang chờ đón chúng ta trong cái thời gian trước mắt liên quan tới loại hình vận tải cao tốc này. Và chính vì thế nên là với cái khối lượng công việc như thế thì cái thời gian để nó kết thúc giai đoạn thứ 15 là không dưới 2 năm. И здесь важным моментом является то, что ведутся работы по, скажем, строительству или подготовке строительства высокоскоростного транспорта, так как Юницкий говорит в своем интервью, что потеряно 3 года, практически 3 года назад было все готово, нужны были только некоторые, значит, согласования, которых тогда не получили, вот. И поэтому процесс пошел, ну, скажем, приостановился относительно строительства трассы экспериментальной. Но сейчас это, и я так думаю, что наиболее реально, что это будет в Республике Беларусь. Хотя это не исключает строительство как где-то еще в другом месте. Еще есть в двух местах, в трех даже местах вариант возможного строительства. Наиболее реальный по скажем так, имеющаяся информация, это в Беларуси. И это более дешевый вариант, более выгодный. Và cái điều tiếp theo mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đấy là liên quan tới thời gian mà để chuẩn bị cho xây dựng tuyến đường vận tải cao tốc ấy, thì thực ra là đã chuẩn bị 3 năm trước thì đã chuẩn bị gần như là rất là đầy đủ rồi và chỉ còn thiếu những cái bước cuối cùng để mà có thể được phê duyệt đưa vào thực hiện thôi, nhưng mà đã gặp trục trặc ở trong cái quá trình đấy nên là chúng ta đã bị mất cái thời gian 3 năm như vậy. Và hiện nay thì mọi thứ nó đang rất là thuận lợi và tiến trình đã đi được rất là nhiều so với trước đây rồi, và khả năng cao là tuyến đường vận tải cao tốc này sẽ được xây dựng ở Belarus. Đây là phương án mà tiết kiệm nhất, nhưng mà chúng ta cũng không loại trừ cái việc là nếu mà trường hợp mà có khó khăn gì thì chúng ta còn những cái phương án dự phòng khác ở 3 nước khác. И здесь есть и хорошая новость, кроме того, что мы четко теперь знаем, что ну, какой этот период, теперь уже никто не будет задавать вопросов, а когда закончится 15-й этап. И вторая хорошая новость, это хорошая новость здесь то, что, как генеральный конструктор сказал, то, что будет вестись строительство и испытание, сертификация в Беларуси или где-то, это ничего не, это меняет дело. Дело в том, что можно уже сегодня, скорее всего, начнется тогда, когда инвесторы или, скажем, не инвесторы, а заказчики увидят, что идет строительство, начинается сертификация, начинать конкретные проекты по высокоскоростному транспорту у заказчиков. Потому что все равно их тоже надо будет на месте сертифицировать. Поэтому параллельно можно вести подготовку строительства и испытаний на испытательной трассе или полигоне и конкретные проекты уже начинать. Và tiếp theo thì như Tổng cục Chính sư đã chia sẻ với chúng ta, đấy là cái việc mà ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể tiến hành làm việc để đưa ra các cái dự án mục tiêu với các khách đặt hàng. Và tại vì khi mà họ thấy được rằng là chúng ta đã tiến hành xây dựng rồi, việc xây dựng đã được tiến hành và sau đấy là có vận hành đấy, thì mọi cái quá trình nó sẽ được rất là thuận lợi hơn nhiều. Nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn sẽ cần phải tiến hành, là ví dụ đối với bất kỳ một quốc gia địa phương cụ thể nào, thì khi mà ngoài cái việc chúng ta xây dựng ở đó thì chúng ta, vì đây là một loại hình vận tải mới nên là chúng ta sẽ phải có cái sự chứng nhận cần thiết, tuân thủ theo quy định của địa phương ở chỗ đó, và sau đó là mới có thể đưa vào vận hành. Было сказано, что надо наращивать и ведутся работы по наращиванию проектов строительства городских трасс. И до конца года мы еще не об одном, а о некоторых из них конкретно услышим, потому что, как он сказал, что сейчас по конфиденциальности нет права оглашать, где конкретно, когда, что начато. Но когда уже проект будет
ну, в реализации, скажем, в реальном строительстве, не в проектировании, хотя проектирование и подготовка документации по многим проектам ведется, тогда будет об этом объявлено. И обязательно в этом году не по нескольким прямо. Và tiếp theo thì cũng có nói tới việc đấy là cái hướng định hướng mà sắp tới của chúng ta là sẽ cần phải mở rộng khối lượng thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường vận tải đô thị và hàng hóa. Thì đấy là những cái hướng mà ưu tiên trọng điểm trong thời gian trước mắt. Và chúng ta chắc chắn là trong năm nay thì sẽ có những cái thông báo rõ hơn về các cái dự án này và sẽ đồng thời là một số dự án chứ không phải chỉ là riêng một dự án. Четвертый пункт, который бы я хотел выделить, это то, что, скажем, это перспектива, это то, куда идет корпорация. И в ближайшие 5 лет корпорация Винницкий Стринг Технологи, назовем ее пока так, реально ее выход на объем или капитализацию до полумиллиарда и более в оценке в долларах США. Это очень большая капитализация в течение 5 лет. И я дальше расскажу, за счет чего или реально ли это или нет. Và tiếp theo thì từ cuộc phỏng vấn với ngài Anatoly Nitsky thì chúng ta đã được biết về cái dự báo về vốn hóa của tập đoàn chúng ta sau 5 năm nữa. Thì con số nó là từ 500 tỷ tới 1.000 tỷ. Đây là một con số rất lớn. Và sau đây thì tôi sẽ giải thích với các bạn là cái con số đấy thì nó xuất phát từ những cái nguồn nào và liệu nó có phải là thực tế hay không. Первую очередь задают вопрос, ну да, неужели мы столько построим или нет? Дорогие друзья, капитализация это не только то, что мы строим, какие-то трассы, проекты выполняем. В первую очередь это и то, что реализуется. Проектные центры надо построить. Мы ж из Минска не все. Надо их строить. Корпорация должна их строить по континентам или еще как-то. Их должен быть значительно больше, чтобы реализовывать проект. Производственные предприятия. Вагоны надо производить. Элементы трасс надо производить. Устройство, мотор, колесо, система автоматики. Переведите. Хелл. Về cái vốn hóa này thì các bạn cần phải hiểu đây nó chỉ không chỉ nói tới là các cái tuyến đường mà được xây dựng mà nó còn là bao gồm một hệ thống hoàn chỉnh các doanh nghiệp và trung tâm của tập đoàn, ví dụ như là các trung tâm dự án. Thì cái số lượng trung tâm dự án đấy nó cần phải mở rộng lên cái số lượng nhiều hơn rất là nhiều để mà có thể thực hiện được quy mô của phát triển của chúng ta để thực hiện được nhiều dự án hơn. Và tiếp theo là nó, trong vốn hóa của doanh nghiệp chúng ta thì nó sẽ bao gồm cả những tổ hợp sản xuất liên quan tới ví dụ về sản xuất toa xe hay là các thành phần của tuyến đường hay là các thiết bị động cơ chụp bánh xe và hệ thống tự động khác. Нужны центры обучения. Нужно обязательно вести опытно-испытательные презентационные площадки. Не только в Беларуси, не только в Объединенных Арабских Эмиратах. Нужна целая платформа, как бы платформа площадок или концепция, где, когда, где что развивается и так далее. Và tiếp theo là chúng ta cũng sẽ cần có những khu thử nghiệm và trình diễn đấy, để là những cái tổ hợp mà chúng ta có thể thể hiện ra được và cho chứng minh cho mọi người thấy về cái chất lượng sản phẩm của chúng ta như thế nào. И важно еще и то, что специальное технологическое оборудование для строительства надо, устройства, какие-то площадки, там масса всего надо, базовые технологические платформы развития технологий в ряде стран, как я уже сказал. Вот, и да, переведите. Và, ngoài ra thì chúng ta sẽ rất cần thiết tới việc là tạo ra cái nền tảng công nghệ cơ bản cho phát triển công nghệ ở hàng loạt quốc gia khác nhau, không chỉ ở một nước đại diện cho một khu vực mà ở rất nhiều nước đồng thời. Và chúng ta cũng cần có sự xuất xưởng các thiết bị công nghiệp, thiết bị công nghệ chuyên dụng cho việc xây dựng các tuyến đường của chúng ta. И последнее здесь можно сказать то, что
позиция на мировом рынке транспортных систем в принципе, в перспективе предусматривается до 50 и более процентов. Это очень серьезная позиция, друзья. Корпорация замахнулась, и реально это возможно осуществить. Это наша перспектива. Это до 50% всех строящихся новых трасс в мире, а может быть и больше. Và tiếp theo là một khẳng định về vị thế rất rất mạnh của chúng ta trên triển vọng về thị trường các hệ thống vận tải quốc tế. Đấy là chúng ta sẽ chiếm là ít nhất là 50% toàn bộ các tuyến đường mà sẽ được xây dựng trên thế giới sắp tới. Thì đấy là một cái khẳng định và cái điều mà hoàn toàn có khả năng diễn ra, một triển vọng rất là khả thi của chúng ta. Вот основные такие как бы мои выводы и, скажем, мои замечания для себя из выступления в интервью Анатолия Юницкого. Но теперь я хотел бы с вами поделиться, скажем так, высказывание трех умных людей. Trên đây là những cái ý chính của tôi đã rút ra từ bài phát biểu của Anatoly Yunitskiy. Sau đây thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn về những tư duy của những người rất là nổi tiếng mà chúng ta có thể học tập. Значит, я начну с Генри Форда. Это хорошо, что граждане не понимают нашей банковской денежно-кредитной системы. Ведь если бы они это поняли, то я полагаю, революция началась бы уже завтра утром. Chúng tôi xin được bắt đầu từ ông Henry Ford. Thì ông có từng nói rằng đấy là thật là tốt là khi mà dân chúng còn chưa hiểu gì về hệ thống ngân hàng và tiền tệ của chúng ta. Tại vì nếu mà họ hiểu được thì theo ông thì sẽ chắc chắn là ngay sáng mai thôi là chúng ta sẽ xuất hiện một cuộc cách mạng được khởi đầu vào ngày mai. Следующее, это так называемые, это надо всегда вот здесь где-то иметь в виду. Значит, следующее высказывание, это высказывание, значит, Си Цзиньпина, руководителя Китая. Мир находится на грани радикальных перемен, так как раньше не будет никогда. Через 10 лет нас ожидает новый миропорядок. Это сказано было буквально вот в недавнем времени. Và như ông Tập Cận Bình mới đây có phát biểu rằng đấy là thế giới của chúng ta thì đang đứng trên làn danh của những sự thay đổi căn bản, và chúng ta đang thấy Liên minh châu Âu sẽ dần sụp đổ hay là nền kinh tế Mỹ phá sản như thế nào, và mọi điều ấy sẽ kết thúc với sự xây dựng một trật tự thế giới mới. Đấy là điều mà trước đây chưa từng có. 10 năm nữa chúng ta sẽ đón một trật tự thế giới hoàn toàn mới. И, наконец, я хочу вам привести высказывание Николая Рериха, что очень важно. Это показывает, как бы дает нам вектор нашего отношения ко всему практически. Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом отдельном человеке. В каждом. Война с собственным невежеством, собственным, агрессией, раздражением, отношением к миру. И только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей. Задумайтесь над этим, друзья. Người thứ ba mà chúng ta thấy một cái tư duy rất là đáng để mà chúng ta có thể xem xét, đấy là ông Rerich, một người Nga, và ông nói rằng là cuộc chiến cuối cùng giữa con người sẽ là cuộc chiến vì chân lý, và cuộc chiến này thì sẽ diễn ra trong mỗi con người của chính chúng ta. Và nhìn chung thì chiến tranh là một cái sự rốt nát cố hữu và chỉ là cái sự gây hấn hay là bực bội mà thôi, và chỉ có sự cải biến căn bản của mỗi cá nhân chúng ta mới có thể trở thành khởi đầu cho một cuộc sống hòa bình cho tất cả nhân loại. И, наконец, я хотел кое-что сказать по биткоину, но пока как бы время шло, я понял, что это надо отложить на следующий раз. Я хочу сказать немножко больше, потому что
нельзя просто так подать информацию. Я хочу еще прокомментировать, а сегодня к этому не хватает немножко материала. По биткоину я имею в виду. Và tiếp theo thì tôi định là chia sẻ tới các bạn thêm bình luận về cái Bitcoin. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay thì thời gian cũng có hạn, mà tôi thì cũng muốn là nói sâu thêm với các bạn về cái vấn đề này. Nếu mà chỉ đưa ra không thế thì nó cũng không hay lắm, nên là chúng tôi sẽ để lại cái phần này trong cái dịp sắp tới, lần tiếp theo để chúng tôi trao đổi với các bạn. Потому что следующий вебинар у нас будет в июне месяце, 10 июня. Но я так полагаю, что поскольку мы здесь во Вьетнаме, я не исключаю, посоветоваться надо с коллегой Франтишком Солером и с вашими топ-экспертами, что, может быть, мы как-то проведем какой-то еще отдельно в онлайн, частично в офлайн. Какие будут возможности? Потому что карантинные условия здесь очень жесткими. Пока мы были здесь, на 7 дней еще больше ужесточились. Поэтому... Когда будет возможность до 10-го, 10-го точно, а до 10-го если будет, то я тоже вам кое-что скажу существенное, чтобы понимать, как относиться к биткоину. Và cái theo lịch là webinar, cái lần trao đổi tiếp theo của chúng ta là sẽ ngày 10 tháng 6, nhưng mà có lẽ là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ cân nhắc về cách tiến hành hay là online hay offline. Tại vì thực tế thì tình hình dịch bệnh bây giờ diễn biến nó cũng khá là phức tạp và mọi thứ thì nó thay đổi liên tục, và chúng ta sẽ phải xem xét tình hình. Và ngay như thời gian vừa qua hai ông ở trong cách ly thì chỉ trong mấy ngày đấy mà cái sự cách ly nó đã tiến hành một cách siết chặt hơn rất là nhiều, từ 14 ngày đến 21 ngày. Thế nên là mọi thứ thì chúng ta sẽ làm việc ứng biến theo tình thế. Я благодарю переводчика, благодарю вас за внимание. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время услышимся, с некоторыми увидимся, насколько это будет возможно. Я еще раз, скажем так, хочу пожелать всем доброго здоровья и чтобы берегли себя и своих близких. Коронавирус – это не шутка, но это отдельная история. Я при возможности вам расскажу, как я им болел и какие я выводы сделал. Я передаю слово своему коллеге Франтишеку Солару. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Я вас люблю. Xin cảm ơn sự chú ý của tất cả các bạn. Đến đây thì phần trình bày của tôi cùng ông Vladimir Maslov đã kết thúc. Xin chuyển lời cho ông Francisco Solar và xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, giữ gìn mọi điều tốt đẹp nhất. Và virus corona không phải là một trò đùa, và chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua được nó, và tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của mình đối với nó. Xin chào tất cả các bạn. Dobrý večer prajem, vážení priatelia. Ďakujem Vladimírovi za slovo. Vidíte také ľahké oblečenie na mne. Peťkom sme blíže k vám. Jsme ve Vietnamu, teď se nacházíme v městě Hai Duong, v hoteli Nam Cuong, v karanténě. No a včera jsme se dozvěděli jednu zprávu, že ta dvotýdenná karanténa se nám prodluží ještě o týden, že budeme celkově 3 týdny zde v karanténě. Jo? Xin chào tất cả các bạn. Trước đầu tiên thì tôi cũng cảm ơn ngài Vladimir Maslov đã có những cái lời về trước, và bây giờ chúng tôi đã có thể là đã gần đây cùng với các bạn gần hơn. Hiện nay chúng tôi vẫn còn đang bị ở trong cách ly, và vừa ngày hôm qua chúng mới được nhận được tin là lại còn phải gia hạn thêm 7 ngày nữa, tức là thay vì 14 ngày thì 21 ngày ở trong cách ly tại Hải Dương trong khách sạn Nam Cường. Začínám si uvědomovat, jak se cítí lidé, kteří jsou uvězněni na samotce, protože my též nemůžeme vycházet ani na chodbu, můžeme být jenom v izbách, a napevně věřím, že to překonáme spolu s Vladimírem i všechno bude v pořádku.
Có thế này chúng tôi mới thông cảm là những người mà đang bị cách ly ở đấy, bị nhốt ở chỗ nào đấy. Như là hy vọng là chúng tôi tin tưởng rằng tôi với bạn Vladimir, cộng đồng nghiệp của Vladimir sẽ vượt qua mọi các mọi thử thách để chuẩn bị sẽ đến cùng với các bạn. Chtěl bych se zabývat otázkou podnikání a účasti nás, vás, v projektu Skyway z několika pohledů. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nói với các bạn về những cái công việc mà để các bạn cùng làm việc với chúng tôi, với Skyway. Ten první pohled je přímé přitahování investic, financování projektu a odpovědnost lídrů. Đầu tiên ấy là cái việc đi huy động vốn trực tiếp mà để tài chính về tài chính để đầu tư vào cho các dự án và nói về cái trách nhiệm của các những người lãnh đạo. Za druhé budu hovořit o budování důvěry Skyward Community a Unity String Technologies, podpora technologie a budování kontaktů v odborných kruzích zde vo Vietnamu i v vládních institucích. Phần 2 thì tôi nói về việc xây dựng cái lòng tin của Skyward Community và công ty Unisky String Technologies, rồi hỗ trợ cho công nghệ và xây dựng các cái mối quan hệ ở trong các cái giới về khoa học, về kỹ thuật và các cơ quan của nhà nước. A třetí blok bude o strategické pozice Vietnamu v Jižní Asii, pokud jde o podnikání pro budoucnost. Và phần 3 thì nói về cái vị trí chiến lược của Việt Nam ở vùng Đông Nam Á. Và nếu mà có thể nói là về cái việc kinh doanh cho đến một dạng kinh doanh cho tương lai. Co se týče toho přitahování investic a těch dalších věcí, proč je to důležité? Vấn đề này chúng ta hỏi là tại sao cái vấn đề nó lại là nó quan trọng đến như vậy? Protože dnes se nacházíme v přípravné fázi na veřejnou nabídku akcí Global Transport Investment, východ na burzu, postupný východ na burzu IPO. Bởi vì hiện nay chúng ta đang ở một cái giai đoạn chuẩn bị để mà lên cái đưa cái lên thị trường chứng khoán là của các cái công ty GTI và chuẩn bị lên cái gọi là IPO. Nezávislé organizace, které pomáhají společnostem Global Transport Investment, Unitsky String Technology, Eurasia Rail Skyway System Holding společnostem splnit všechny potřebné závazky, předpisy, nařízení, aby byly splněny podmínky pro veřejnou nabídku. A oni kontrolují samozřejmě činnost firmy a činnost investorů, jak se investoři stavějí ke společnosti, dodržování interních předpisů, jaké informace zveřejňují o společnosti, jak dělají reklamu na přilákání investic a další. Ở đây thì đã có những cái tổ chức độc lập mà để hỗ trợ cho các công ty như là GTI, UST hoặc là RSSH để thực hiện các cái những cái giao kèo mà cần thiết, những cái quy định, những cái và tất cả những cái về pháp lý để mà thực hiện, để mà tức là sẽ có đủ các cái điều kiện để lên được cái thị trường chứng khoán, và họ là những người sẽ kiểm tra hoạt động của công ty, họ những cái các hoạt động của các nhà đầu tư, và để xem biết là các nhà đầu tư thì họ sẽ đã làm như thế nào để mà các nhà đầu tư có thể giữ được những cái điều lệ, những cái của gọi là nội quy, hoặc là những cái hoặc là các cái thông tin mà đưa về công ty nó là như thế nào,
và họ sẽ làm các cái quảng cáo để mà thu hút cái vốn đầu tư ra làm sao. Naszoto důvodu byla zřízena společná skupina pro kontrolu zveřejněných informací v elektronických médiích. Cũng chính vì vậy mà đã có một cái nhóm đã tạo ra được một nhóm để kiểm tra các cái thông tin được được công khai ở hoặc là được thông báo cho đại chúng ở trên các cái trên mạng xã hội. A v tomto případě musíme udělat ještě hodně práce, aby se neobjevily různé polopravdy z neověřených zdrojů, jelikož tímto škodíme sami sobě a zbytečně děláme problémy společnosti Unity Stream Technologies. Vì những lý do đó mà đã có cái nhóm để mà kiểm tra. Trong trường hợp này ấy, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều cái việc để làm để chúng ta làm thế nào đấy để mà không xuất hiện các cái thông tin kiểu là thông tin nửa sự thật hay là những thông tin từ các cái nguồn mà chưa được kiểm chứng. Và nếu mà như vậy đưa ra những thông tin như vậy thì có nghĩa là chúng ta tự làm hại đến bản thân mình và chúng ta cũng làm khó cho công ty UST. Zde bych chtěl upozornit lídrů Top Expertů i Sky Expertů, že oni nesou odpovědnost za to, co a jaké zprávy se objevují v jejich skupinách. Cũng chính vì vậy mà tôi cũng muốn nhắc nhở những các leader đấy, các Top Expert này, đây là Sky Expert này, là họ là chính là những người mà chịu trách nhiệm với những cái thông tin gì mà xuất hiện ở trong nhóm. Teďkom v tomto období nás hodnotí naši partneři, se kterými Unity Stream Technology spolupracuje. Hodnotějí nás naši potenciální velcí investoři, různé finanční skupiny, takže si musíme dávat naozaj veliký pozor na to, co říkáme o firmě, jaké informace uvádíme v médiích. Cũng bởi vì các đối tác của chúng ta ấy, họ sẽ đánh giá chúng ta và các cái với cả các công ty ở với UST ấy, và các công ty mà chúng ta đang hợp tác là những cái người mà nhà đầu tư lớn ấy, người ta sẽ đánh giá bằng cách nào là họ sẽ nhìn vào những cái họ sẽ xem chúng ta nói cái gì và chúng ta đưa thông tin về công ty như thế nào. Cho nên đấy là một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta đưa những thông tin ra cho đại chúng. Samozřejmě informace to je velice důležitá součást biznisu. Và các bạn có thể có những biết và biết những thông tin chính xác để còn đưa ra. Aby se zvýšila informovanost vás, Top Expertov i Sky Expertov ve Vietnamu, tak jsme zřídili speciální chat na Skypeu, kde budou zveřejněny informace v anglickém a vietnamském jazyce. Je to ten chat tam napsaný, je to ve vietnamštině a každý Top Expert a Sky Expert dostal mailem informaci, že se může přihlásit na tento chat. Pošle na uvedenou adresu své přihlašovací údaje na Skype, celé své jméno a bude přihlášen do skupiny. Để mà tăng cường cái mức độ thông tin cho Top Expert và Sky Expert tại Việt Nam ấy, thì là chúng tôi đã tạo ra được một cái chat chung ở trên Skype. Và trên đấy là có các thông tin được phổ cập bằng tiếng Anh và tiếng Việt là cái chất là các Top Expert và Sky Expert Việt Nam. Và mỗi một Top Expert và Sky Expert ấy, thì sẽ nhận được ở trong mail là cái thông tin là sẽ được có thể tham gia vào cái chat đó. Và cái thông tin này là các bạn hãy gửi vào cái địa chỉ ở dưới đây là cái địa chỉ của cái tên và tên của mình ở trên Sky và toàn bộ cái tên và sẽ được đăng ký vào trong nhóm.
Takisto se řídil speciální chat pro vás, top experti a sky experti, na kanálu Telegram. Tež vo vietnamštine, tam Kak Zde Liu SVC Working Materials, kde se budou objevovat pracovní materiály ke stažení, zápisy ze schůzech regionálních kurátorů, vedení společnosti, různé důležité informace, které můžete využít pro sebe, pro propagaci technologie Skyway. A opět každý top expert a Sky expert dostal vyrozumění na svou e-mailovou adresu. A pokud napíšete na region.skyway, ngoài ra thì cái chat ở trên Telegram, trong kênh Telegram ấy, là bạn cũng có thể được tham gia để nhận các cái thông tin về những cái tài liệu mà thể kéo về để làm việc. Ok. Můžeme dál? Theo. Halo. Halo, Teo. Halo. Odključuje. Asi musíme počkat. Už si OK? No už můžem? Ano, můžem. OK. Za druhé, to je budování důvěry Skyward Community Unity String Technologies, podpora technologií a budování kontaktů v odborných kruzích a ve vládních institucích Vietnamu. Đến phần 2 thì ngài František đã nói về cái việc xây dựng cái mối cái sự của liên hệ đến những cái việc mà thông tin và hỗ trợ lòng để bảo vệ cái xây dựng cái lòng tin đối với Skyward Community và UST và cái sự ủng hộ hỗ trợ cho cái ngành công nghệ và cũng như là xây dựng các cái mối quan hệ ở trong giới chuyên môn và cũng như là các cái chương trình của nhà nước, các cơ quan nhà nước. Budování kontaktů v kruzích odborníků, solventních partnerů, kteří jsou ochotní financovat budoucí projekty a kontakty s vládními institucemi jsou důležité z hlediska podpory a akceptování nového dopravního systému pro vaši zemi. Việc xây dựng các mối quan hệ với các giới chuyên môn ấy, với những cái người mà partner mà có đặc biệt là có những cái lòng cái một cái mức độ cao ấy, cấp cao ấy, và những cái người mà sẵn sàng mà có thể là đầu tư cho dự án trong tương lai và các cái contact các cái quan hệ với các cơ quan nhà nước thì đặc biệt rất là quan trọng, bởi vì đấy là cái từ nhìn từ cái góc độ là hỗ trợ và để mà họ chấp nhận các cái hệ thống giao thông để mới này cho đất nước của các bạn. Zajišťování financování během startupu je jedna věc, samozřejmě velice důležitá, za co vám všem srdečně děkujeme, ale samozřejmě zabezpečení perspektivy do budoucna je druhá velmi důležitá věc. Việc mà đảm bảo cái tài chính cho trong quá trình mà khởi nghiệp ấy, đấy là một cái là một điều, một việc. Và tất nhiên là quan trọng nữa là đảm bảo cái sự những cái vững chắc trong tương lai là cái vấn đề thứ hai và cũng rất là quan trọng. Z tohoto důvodu jsme tu i nyní s mým kolegou Vladimírem, přestože musíme absolvovat
3 týdenní karanténu, na to, abychom sem mohli přijít, někdo nám musel samozřejmě pomoci a vyřídit všechny náležitosti od nákupu letenek, vyřízení víz, ubytování v karanténě a tak dále. Vì lý do ấy, vì lý do đó mà chúng tôi cùng với đồng nghiệp là ngài Vladimir là chúng tôi đã đến đây, cũng mặc dù là chúng tôi phải trải qua cái 3 tuần đi cách ly, và để mà chúng tôi đến được ấy thì cũng phải có người phải hỗ trợ sắp xếp và chuẩn bị làm các cái thủ tục, từ việc vé cho đến visa rồi là các cái việc đi ở cách ly ra. No pak samozřejmě zorganizování setkání s partnery, s vládními úředníky na různých úrovních, setkání s odborníky, experty na dopravu. Budeme odevzdávat dar, který se vysbíral pro postihnutých tady ve Vietnamu se záplavami z minulého roku. Čiže těch úkolů je naozaj velmi mnoho. Và những cái việc và tổ chức các cái cuộc gặp gỡ với các đối tác mà cùng với các ở cái vị trí ở cấp của nhà nước ấy, và ở các cái cấp độ khác nhau, rồi các cái cuộc gặp gỡ với chuyên môn, với các chuyên gia về giao thông, và cái việc đấy vẫn còn rất là nhiều. No, zde patří moje poděkování našim partnerům, pánu Teovi, Tangovi, kteří pro nás zařídili tyhle ty záležitosti a umožnili, abychom tu mohli být. Và cũng ở đây thì tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đối với các đối tác của chúng tôi là ông Theo, ông Thắng và những người đã tạo điều kiện cho chúng tôi được để sang đây. Dále bych chtěl trošičku konkrétněji povědět o tom, proč jsme tady a co je naším úkolem. Và đến bây giờ thì tôi nói thêm việc là tại sao chúng tôi ở đây và cái công việc của chúng tôi là gì. V první řadě konečně po delším čase se osobně setkat s vámi. Jak už Vladimír řekl, budeme organizovat, když to bude možné, meeting. Termín samozřejmě vám oznámíme. Đầu tiên ấy, thì là có thể nói là sau một thời gian dài thì chúng tôi lại có dịp để gặp gỡ và trực tiếp với các bạn. Chúng ta có thể tổ chức một cái cuộc gặp gỡ một tinh nào đó và cái thời điểm thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Jedním z projektů, které bude potřeba připravit ve spolupráci s Univerzitou dopravy a komunikací v Hanoji, je konference Mobilita Vietnamu do roku 2050. Na níž by mohl vystoupit Anatolij Junický. Co myslíte? Một trong những cái dự án mà có thể chuẩn bị cùng với làm việc hợp tác cùng với trường Đại học Giao thông thì có thể là một cái buổi hội thảo về cái việc giao thông cho Việt Nam cho đến năm 2050, và trong cuộc hội thảo này thì có thể là ngài Junisky cũng sẽ tham gia. Další věc, která se týká odbornosti a odborných kruzích, to je Asociace tvůrčích pracovníků Vietnamu, VLCA, která má zastoupení v 64 provinciích Vietnamu. Je to významná organizace, která každé čtvrtletí vydává sborník. Na díky našemu úsilí a úsilí našich partnerů vyšel koncem měsíce dubna v tomto sborníku materiál o technologii UST, propagace. Je to samozřejmě velice dobrá propagace v odborných kruzích. A naši společnost této organizaci zastupuje Sky Transnet Innovation Information Center, STIC. Trong một cái hiệp hội là những người lao động sáng tạo Việt Nam, là VCLA,
thì đang có đến 64 văn phòng đại diện ở tại các tỉnh ở Việt Nam. Đấy là một tổ chức đặc biệt rất là quan trọng, mà hàng quý thì có ra một cái tập tập san của mình, tạp chí của mình. Và cũng nhờ cái sự nỗ lực của chúng tôi mà và các đối tác của chúng tôi thì cuối tháng 4 vừa rồi ấy, là đã có một cái tập san là cho một cái về các cái tài liệu về công nghệ UST. Đấy là một cái việc quảng bá cho các cái giới khoa học, giới chuyên môn và công ty và hãng của chúng ta ấy, là trong trong đợt này thì là đã có một cái đại diện là tổ chức STIC, tức là trung tâm là Sky Transnet Innovation Information Center, nghĩa là trung tâm thông tin đổi mới. Je to velice dobrý způsob, jak naklonit tu odborní sféru na naši stranu. Rồi, hiện nay đang chuẩn bị để các cái công việc để tiếp theo. Připravujeme prezentaci o strunové dopravě s účastí této asociace VLC a ministerstva dopravy a dalších ministerstev, účastí našich partnerů, Združení automobilové dopravy, Združení podpory škol, VUSTE, Vietnam Union of Science and Technology Associations. Čiže bude to velice taká důležitá prezentace, kterou uděláme v Hanoji. Một công việc hiện nay đang chuẩn bị là để tạo ra một buổi trình diễn hay là một buổi trình bày về công nghệ giao thông đường dây với sự tham gia là của VCLA, là tổ chức những nhà lao động sáng tạo của Việt Nam. Đây là có đại diện là được mời là Bộ Giao thông và các cái bộ khác như là Bộ Tài nguyên Môi trường, về các đối tác, về các cái hiệp hội giao thông, rồi hội khuyến học, rồi là và đặc biệt đấy là tổ chức là Việt Nam Union Science Technology Association, the VUSTE, là cái tổ chức rất đặc biệt, rất quan trọng. Đây là Liên hiệp khoa học kỹ thuật của Việt Nam. Samozřejmě, jak jsme už i v minulosti říkali, pokračujeme v projektě v Halong, Pagodě Loyang. Čeká na naši účast náš partner. Tam už teď připravujeme dokumenty na založení registrace společné firmy. Množství dokumentů je potřeba odsouhlasit s naším partnerem. Děláme na tom, budeme vás informovat. Halo. Тео. Боже, у него опять поле поехало. А, видишь, пропал интернет у него. Ну, брат. В другой раз можно. С него бутылка. Netem Tarish Park này xin chào. Hello. Xin lỗi là cái tình trạng internet ở tại khách sạn nó kém quá nên là cũng lúc mất. Nhưng bây giờ tôi quay lại đây rồi. Project Hà Long của Samrika. Và bây giờ ấy là nói về cái dự án ở tại Hà Long, tức là cái dự án xây dựng đường giao thông ở tại chùa Lôi Âm ấy, là hiện nay đang chờ cái sự tham gia của chúng tôi. S parkem Dong Mu je hodně práce, je to národní park 40 km od Hanoja, tam tež máme naplánované setkání s partnerem. Série parku 20 km od Ho Chi Minhova města, od Saigonu, tež jsme nachystaní s partnermi jednat. Nachystaní jsme jednat s partnermi o dopravě pro Smart Cities vo Vietname, kde už proběhla
videokonferencií, na ktorej som sa zúčastnil. Čiže máme naozaj to hodne. Chceme, jak som říkal, odezdať dar cez všeznárodní frontu tým lidem, kteří byli postihnutí minuloročnými záplavami. Jak som už mluvil, s vami sa chceme osobne setkať na nejakém mítingu. Čiže tých vecí, ktoré musíme zde stihnúť, je naozaj hodne. Có thể nói là công việc hiện nay ấy, là đối với chúng tôi cũng tương đối nhiều, bởi vì từ cái dự án chỗ nuôi âm là phải cần phải có cái việc tham gia vào tổ chức cái việc là thành lập công ty, và còn nhiều các cái tài liệu đang cần phải được sự đồng ý của các bên. Thì sau đấy là công việc về cái dự án ở Đồng Mô ấy, cũng rất là nhiều việc. Đấy là một cái ở trong cái khu Đồng Mô ấy, là sau đấy là một 40 cây cách Hà Nội, thì chúng tôi cũng chuẩn bị để làm việc với đối tác của mình, rồi là một loạt các cái công viên 20 cây số ở cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 cây, đấy cũng là cái dự án về cái đường giao thông theo bằng công nghệ của đường dây. Có nghĩa là những cái việc các đối tác ấy, chúng tôi cũng đã từng làm việc với nhau, trước hết là qua trên trực tuyến, và sẽ gặp nhau và lại tại được làm offline. Và có thêm nữa là công việc tiếp theo nữa là chúng tôi cũng sẽ là đi gặp gỡ các bạn, và sau đấy là sẽ cùng một nhóm của những cái đại diện sẽ cùng nhau sẽ đi tặng quà cho, bởi vì cái số quà, tức là hồi năm ngoái khi mà có cái vụ tai họa là thiên tai ấy, là lũ lụt ấy, thì chúng ta cũng đã cùng nhau góp trợ cho những cái người mà bị là những nạn nhân của thiên tai, thì chúng ta cũng sẽ cùng đi tặng quà, có thể là sẽ có đến, có lẽ là sẽ đến chỗ mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đi tặng quà đấy. Tak tí třetí strategická pozice Vietnamu v Jižní Ázii, pokud jde o podnikání pro budoucnost. Còn vấn đề thứ ba mà tôi muốn đề cập đến là cái việc vị trí chiến lược của Việt Nam ở tại miền Đông Nam Á là như thế nào, và về cái vấn đề mà kinh doanh ở trong tương lai. Otázka je, kde chceme vidět Vietnam? Kde vy chcete vidět Vietnam z hlediska strategického biznisu v budoucnu v rámci regionu Jižní Ázie? Câu hỏi đặt ra thì các bạn có muốn nhìn Việt Nam từ một góc độ nào? Từ một góc độ của một cái ngành kinh doanh, từ một cái thì chiến lược kinh doanh ở trong tương lai, trong khuôn khổ khu vực vùng Đông Á, ở miền Nam Á hay không? Když navážem na to, co řekl Vladimír, že ve světě se budou muset stavět mnoho center společnosti Unity String Technologies. A pokud víme odpověď na tuto otázku, tak musíte také vědět, že to místo pro Vietnam musíme začít vytvářet již nyní a nedat šanci snahám, které chtějí mít za lídra pro tento region, například Indonésii, Indii nebo Austrálii. Ở trong cái vấn đề này á, thì tôi và ngài Vladimir cũng có nói với nhau về những cái vấn đề, ví dụ như là để các bạn có thể tự trả lời được câu hỏi này, và vì các bạn cũng thể cần phải hiểu, tức là cái Việt Nam này á, là hiện nay là đang ở vị trí nào, và cũng cần phải làm để mà không cho cơ hội cho những người mà hiện nay đang muốn cái vai trò này là cho Indonesia hay là Ấn Độ hay là Úc, mà những người họ cũng đang muốn cái vị, muốn là cái vai trò đó.
My všichni veľmi dobře víme, že tigrem do Južní Ázii se stane krajina, v níž se prosadí strunová technologie, začnou se budovat adresné projekty, to je základ, v krajine, kde bude podpora z vládnych institucí a kde odborná veřejnosť a univerzity budou na našej strane. A teďko mi otázka, či to víme prosadiť pro Vietnam. Hiện nay thì chúng ta đều biết đấy là một con hổ của châu Á, muốn sẽ là cái đất nước nào mà bắt đầu là cái người mà làm cho cái công nghệ đường dây mà đã được bắt đầu và bắt đầu xây dựng các cái dự án, và đấy là cơ sở để có những cái sự hỗ trợ của các cái cơ quan của nhà nước và cũng như là về công chúng và về công luận khoa học và cũng như là của bên các cái trường đại học. Và như vậy ấy, thì các cơ quan này là sẽ đứng về phía chúng ta. A tuhle tu strategii my už vytváříme nyní a proto se nemůžeme zaměřit pouze na přivlékání investic, ale musíme myslet na to, co se bude dít po ukončení 15. etapy. To, co říkal aj Vladimír. Cái việc này ấy, là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi ra là chúng ta có thể làm điều đó không? Về cái chiến lược ấy, thì chúng ta đã tạo ngay, chúng tôi đã tạo ngay từ bây giờ. Có nghĩa là chúng tôi không phải chờ đến cái lúc nào chỉ vào chúng này. Hiện nay ấy, chúng tôi không chỉ để nhắm vào cái việc lôi kéo đầu tư, mà chúng tôi phải nghĩ đến cái chuyện là chúng ta sẽ làm gì sau khi kết thúc cái giai đoạn thứ 15. Proto potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří nám pomáhají v těchto strategických záležitostech. To jsou přece věci, které přímo s přivlékáním investic nesouvisí, ale jsou velmi potřebné. Chính vì vậy mà chúng tôi đang cần xung quanh chúng tôi những người mà hỗ trợ cho chúng tôi trong những cái vấn đề về chiến lược. Đấy là những cái vấn đề mà nó là, đó là những cái vấn đề mà nó đặc biệt là nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái việc mà đi huy động vốn cho rất là quan trọng cho việc huy động vốn. Dobře víme, že v Indii před časem bylo odsouhlasených několik projektů. A osobně pan Junický několikrát přímo jednal s ministerstvem dopravy a byly připraveny projekty na podpis. Cũng như các bạn biết đấy, ở bên Ấn Độ ấy, trước đây một thời gian ấy, thì đã chấp thuận rất là mấy cái dự án ở bên đấy, và ngài Unisky đã làm việc trực tiếp với Bộ Giao thông và cái quan chính phủ và đã ký. Nhưng mà thật là cái này là may mắn là cho chúng ta ấy, đây là trong những ngoặc kép ấy, tức là may mắn hay là không may cho Ấn Độ, nhưng là may cho chúng ta là sau khi họ thay đổi chính phủ ấy, thì cái việc ký kết nó lại không được thành công, cho nên đấy là một cơ hội dành cho chúng ta, cho Việt Nam. Můžeme říkat, že no, naštěstí po výměně vlády v Indii podpisu těchto projektů nepřišlo. Hovorím v kontextu Vietnamu, že naštěstí. Đấy. Nhìn từ về phía Việt Nam ấy, thì cái việc là may mắn là ở bên Ấn Độ họ thay đổi chính quyền, thay đổi chính phủ, cho nên là cái việc ký kết không được xảy ra. Stejně v Indonésii byl připraven projekt na podepsání s univerzitou v Jakartě, ale zatím k podpisu také nedošlo. A určitě víte o velmi vážných aktivitách v Austrálii. Chúng ta cũng biết rằng là ở Indonesia cũng đã có những dự án cũng đã được chuẩn bị và cũng đã
chuẩn bị để ký kết với trường đại học ở Jakarta, nhưng mà cái việc ký kết cũng chưa chưa được đến. Právě proto nyní je tu šance urychleně přesvědčit pana Junického, že Vietnam může být ten tygr, který bude stát na čele tohoto regionu a zde se vybuduje centrum, jako například v Šarži Spojených arabských emirátů. Chắc chắn là chúng ta cũng biết rằng là cái việc mở bên bên Indo hay là Úc ấy cũng đã từng xảy ra những cái tiến hành về những công việc rất là tốt ở bên đấy, nhưng mà đến bây giờ ấy thì chúng ta hiện nay là chúng phải làm nhanh để mà thuyết phục được ngài Unitsky là Việt Nam chính là con hổ đích thực và sẽ là đứng ở trên đầu đàn ở đầu ở trong cái khu vực của mình, và ở đây có thể là sẽ xây dựng một trung tâm như là ở tại Sharjah bên UAE. Proto každý v našem týmu má své místo a odpovědnost. Někdo za investice a budování struktur, někdo, kdo nám pomůže s kontakty a v organizování různých konferencí a přednášek, někdo, kdo nám zajistí solventních partnerů. Každý je nutný, pokud vidíme před sebou jediný strategický cíl, dostat Vietnam do pozice lídra pro region Jižní Asie. Đối với cái đội nhóm đội của chúng tôi ấy, thì tất cả đều có một vị trí và vai trò và trách nhiệm của mình. Có những người thì có nhiệm vụ về cái việc đầu tư và xây dựng các cái cơ cấu. Có những người thì đang hỗ trợ chúng tôi để làm việc với làm các contact với các và với chính phủ và các cơ quan nhà nước và tổ chức các cuộc hội thảo hay là những cuộc thuyết trình, và có những người thì lại giúp đỡ cho các cái đối tác của chúng tôi. Vì vậy mà đấy là tất cả đều là quan trọng. Và hiện nay ấy, đấy là chúng tôi nhìn thấy có một cái mục đích quan trọng nhất, mà mục đích chiến lược quan trọng nhất là đưa Việt Nam vào cái vai trò của cái con hổ của trong vùng châu Á, vùng Nam Á. A proto bych byl velice rád, abyste takto chápali tyhle ty věci, abychom společně pokračovali v tom duchu, jak jsme si slíbili, když někteří z vás byli během té setkání v roce 2018 v hoteli Danli, když jsme si řekli, že jsme jeden tým, pracujeme na společném projektu a budeme tuto práci dělat čestně a oddaně lojálně k společnosti. Cũng chính vì vậy mà bây giờ thì chúng tôi cũng rất là muốn để cho tất cả các bạn đều hiểu về cái nhớ lại và hiểu và thông cảm và hiểu và tiếp tục làm trong cái cái tinh thần mà như chúng tôi là đã chúng ta đã gặp nhau từ hồi năm 2018 tại khách sạn Danley. Những hồi đấy là chúng ta cũng đã nói với nhau rằng là chúng ta có một cái mục tiêu về chiến lược đấy, và hiện nay chúng ta đã là cùng một nhóm, cùng là một đội, cũng là một team, cũng sẽ làm việc với nhau cũng vì cái lợi ích của công ty và của quốc gia. Ať se nám tento strategický cíl daří naplnit, to bude jenom vtedy, když budeme všichni společně na něm pracovat. Závěrem, samozřejmě, chtěl bych se poděkovat za tlumočení Teovi. Chtěl bych vám zaželat hodně zdraví a pevně věřím, že za několik dnů, možná 7-8, se uvidíme a společně budeme moct o těchto těch věcech debatovat znovu. Děkuji za vaši účast, pozdravujem vás všetkých.
sẽ cùng cùng làm với nhau để cùng chung nhau vì một cái mục tiêu cuối cùng. Và chúng tôi cũng còn mấy ngày nữa để được ra khỏi cái chỗ cách ly, và chúng ta sẽ có cơ hội để gặp nhau và làm việc với nhau trực tiếp. Bây giờ tôi cũng xin gửi lời chào, cảm ơn tất cả sự tham gia của các bạn, và cũng gửi lời chúc sức khỏe để chúng ta qua cái đại dịch này. Hẹn gặp lại. A tak, jako Vladimír řekl, že už není tolik času dnes promluvit o Bitcoinu. Já jsem tiež ještě přichystal záležitosti, které se týkají některých věcí, na kterých teď pracujeme v společnosti Skyward Community. Necháme si na to čas, domluvíme se a ještě v příštích dnech zorganizujeme takýto online meeting, online webinar a možno přes Zoom a seznámíme vás s těmito novými věcemi. Mějte se hezky, děkuji vám, že jste zde byli dnes, no a těším se na osobné setkání s vámi. Přeju krásný večer. Như ngày Vladimir lúc ấy có nói đề cập việc là hôm nay thì đáng ra cũng có thời gian thì nói qua về cái Bitcoin, nhưng mà thôi bây giờ là cách đây để cho cái mục tiêu một cái việc này và để lần sau. Và bây giờ thì chúng ta cứ chăm vào cái công việc hiện nay mà chúng ta đang làm để cũng đưa lên cho tất cả vì cái mục đích chung. Đấy, gửi lời chào tất cả các bạn. Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại trong một ngày gần đây. Xin chào. Xin chào. Bye bye. Goodbye.